Công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam và Bộ Y tế đã ký kết bản ghi nhớ nhằm đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, đồng thời đẩy mạnh các chương trình liên kết trong việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện cho người dân Việt Nam. Trong 5 năm tới từ năm 2023 đến năm 2028, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống và kiểm soát bệnh tật, nghiên cứu phát triển và sản xuất dược phẩm và phát triển hệ thống y tế bền vững. Theo bản ghi nhớ này, AstraZeneca sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai cả chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm, trong số đó bao gồm chương trình vì lá phổi khỏe. Về vấn đề nghiên cứu phát triển và sản xuất dược phẩm, Ngoài việc đầu tư 7.000 tỷ đồng tương đương với 310 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030, trong đó bao gồm 2.000 tỷ đồng cho dự án chuyển giao công nghệ và sản xuất gia công thuốc trong nước, AstraZeneca cũng hợp tác sâu rộng với nhiều bệnh viện trong mảng nghiên cứu lâm sàng. Cùng với đó, AstraZeneca cũng đang hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đại học Kinh tế London và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế Việt Nam trong chương trình hợp tác vì tính bền vững và khả năng chống chịu của hệ thống y tế nhằm giúp củng cố hệ thống y tế việt nam một cách toàn diện và chuẩn bị sẵn sàng cho các thách thức trong tương lai